Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, chứng kiến Từ Dương có thể đơn giản đánh bại một kích hợp lực của bản thân cùng với mấy trưởng lão, đồng thời cũng đem tổng đàn của Thiên Kiếm Thánh Địa sang phẳng, làm đại trưởng lão tức giận không thôi, thế nhưng hắn cũng biết được, thực lực của Từ Dương đã xa xa vượt trên bản thân mình rồi, hiện tại cũng chỉ có thể gọi thập lão ra thôi. Quyết định chủ ý, mấy tên trưởng lão này liền nhắm mắt lại, miệng thì lẩm bẩm gì đó, và không lâu sau, một cổ khí tức cường đại ở sâu trong Thiên Kiếm Thánh Địa lan tràn ra, đem cả chiến trường bao phủ lại ngay sau đó có 10 đạo lưu quan cấp tốc lướt ra nhìn 10 đạo thân ảnh trước mặt từ dương không chút khiếp sợ cả người bay lên trên cao lấy tư thái quân lâm nhìn xuống cao giọng nói đám lão quái vật các ngươi cũng chịu đi ra rồi miễn cho ta phải mất công đi tìm các ngươi nghe từ dương nói vậy nữ tử duy nhất trong đám người này liền lên tiếng quát tiểu oa nhi ngươi không biết trời cao đất rộng chúng ta có thể lý giải thế nhưng nội tình của thiên kiếm thánh địa thì ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu ngươi nghĩ chỉ dựa vào bản thân là có thể hủy diệt được thiên kiếm thánh địa sao hư lạnh một tiếng từ dương cũng không muốn nhiều lời với lão bà âm dương quái khí này hắn trực tiếp đánh ra một đạo pháp thân về phía lão bà kia mà lão bà kia thấy vậy thì cánh tay liền vung lên tức khắc một đạo kiếm khí cường hãn liền bay lên trời trong nháy mắt đã đem đạo pháp thân của từ dương đánh nổ nát nhìn thấy một màn này làm bác hoàng tử cùng đội quân hoàng kim giáp ngưng trọng đến cực điểm tất cả đều không thể ngờ được thực lực của thập lão trong thiên kiếm thánh địa lại mạnh đến như vậy chỉ một kích tùy tiện đã có thể đánh tan pháp thân cấp bậc động thiên rồi nếu vậy thì còn đánh đấm gì nữa lúc này một lão giả áo bào trắng bước lên hắn chính là người mạnh nhất trong thập lão ánh mắt của lão tràn đầy tự tin nhìn từ dương thản nhiên nói từ dương ta biết mục đích lần này ngươi đến đây cũng là vì nha đầu linh dao kia mà nơi này cũng không phải là một chiến trường hoàng mỹ nếu ngươi không ngại có thể theo chúng ta tiến vào nội sơn đem ân oán này hoàn toàn chấm dứt đi từ dương nghe vậy thì khẽ gật đầu một cái sau đó quay lại liếc nhìn linh dao và liên tuyết ý bảo hai nàng đi theo lão giả áo bào trắng kia thấy thế thì cũng không nói gì thêm lão liền xoay người đi trước dẫn đường mà ba người từ dương thế thế cũng nhanh chóng bám theo sau khi cường giả của hai bên đều rời khỏi chiến trường thì bác hoàng tử cùng với quân đoàn hoàng kim giáp lại tiếp tục triển khai tiến công thánh địa cũng đúng lúc này ở trong thánh địa lao ra thấy bác hoàng tử vẫn ngoan cố phát động tấn công như vậy mũ hoàng tử lớn tiếng khuyên bảo bác đệ ngươi nhanh thu quân về đi thiên kiếm thánh địa không phải là nơi mà ngươi có thể chống lại thế nhưng đây chính là cuộc chiến quyết định ngôi hoàng vị sau này cho nên làm sao bác hoàng tử có thể buông tay được chứ với lại trận chiến này hắn đã quyết định lấy mạng mình ra đánh cược rồi thế nên khi nghe ngũ hoàng tử nói vậy bác hoàng tử cũng không có lên tiếng giải thích mà trực tiếp lao đến ngũ hoàng tử phát động công kích luôn quay lại với từ dương dưới dẫn đường của thập lão thì lúc này ba người từ dương đã ở trong một cái bí cảnh của thiên kiếm thánh địa nơi đây là một cái đài thái cực đồ rộng lớn phía bên trên có một thanh cự kiếm huyền phù trên cao mà xung quanh thanh cự kiếm này có chín đạo xiềng xích trói buộc nối ra chín thanh kiếm nhỏ hơn ở xung quanh Chắc hẳn đây chính là chỗ bế quan của thập lão. Thấy Từ Dương ngước mắt lên nhìn cử kiếm kia, lão cử trong thập lão lạnh lùng lên tiếng nói: "Không phải ngươi muốn biết bí mật của linh giao sao? Nếu vậy ta không ngại nói cho ngươi biết, khối ngọc bảo năm đó ở trong người linh giao đã bị chúng ta phong ấn ở bên trong thiên kiếm này rồi, mà trong những năm gần đây đều dùng nó để nuôi dưỡng linh hồn của thiên kiếm. Tuy chúng ta không biết khối ngọc đấy đến cùng là có tác dụng gì, thế nhưng nếu trả lại, chỉ sợ sẽ mang đến mối họa cho nàng ta mà thôi. Mặc dù vậy, nhưng đổi lại, thiên kiếm thánh địa chúng ta đã nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy." không những thế còn bồi dưỡng nàng trở thành nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ nghe được mấy lời này không đợi cho từ dương lên tiếng thì liên tuyết đã không nhịn được mà quát lớn không ngờ rằng tổ tông kiếm đạo của thiên kiếm thánh địa lại là một đám tiểu nhân hèn hạ đê tiện như thế các ngươi có quyền gì mà cướp đi miếng ngọc đó của linh giao cho dù miếng ngọc kia là họa hay là phúc thì nó cũng gắn liền với số mệnh của nàng rồi đám người các ngươi thật là đáng chết vậy mà đoạt mất tạo hóa của nàng ta nói dứt lời liên tuyết liền rút bảo kiếm ra định cùng mấy lão gia hỏa này đại chiến một phen thế nhưng lại bị từ dương ngăn lại nói hai người các ngươi đều không được động thủ mấy lão già này thực lực đều là nguyên thần cảnh đỉnh phong hơn nữa ở địa phương này kiếm đạo tạo nghệ của bọn chúng cũng nhận được tăng phúc nếu tùy tiện ra tay thì các ngươi chỉ tự đặt mình vào trong hiểm cảnh mà thôi cứ để cho ta tự mình ra tay đi nói dứt lời ánh mắt từ dương chăm chú nhìn đến đám thập lão phía trước trên mặt lộ rõ thần sắc nghiêng ngẫm không thể nghi ngờ trận chiến này đối với hắn chính là trận chiến mạnh nhất kể từ khi hắn xuất quan đến nay thế nên hắn cần phải nghiêm túc đối đãi ở phía đối diện nhìn thấy thần sắc này của từ dương nộ hải kiếm tiên hay cũng là lão cửu trong thập lão lên tiếng trào phúng nói người sắp chết đến nơi rồi thế mà vẫn còn thương hoa tiết ngọc được cơ à nói dứt lời nộ hải kiếm tiên liền thi triển ra tuyệt chiêu nộ hải kiếm ngay tức khắc thanh trường kiếm màu xanh sau lưng hắn liền phóng lên cao mang theo một đạo kiếm khí kinh diễm như thủy triều hướng phía từ dương lao tới kiếm thế vô biên cùng cuộn gầm rú khắp nơi trong chớp mắt từ dương đã bị vô số kiếm khí cùng mảnh khóa chặt vào trung tâm làm hắn không còn nhìn thấy những người ở xung quanh nữa nhìn từ dương bị vô tận kiếm khí vây lại nội hải kiếm tiên cười lớn mấy tiếng trào phúng nói tiểu tử hiện tại ngươi đã biết uy lực của thập lão chúng ta chưa chỉ dựa vào một mình ngươi cũng dám đến đây khiêu chiến uy nghiêm của thánh địa thật đúng là không biết tự lượng sức mình từ dương nghe vậy thì cũng không chút nhân nhượng liền lên tiếng đáp trả ngay ta thấy mấy lão già các ngươi chắc bế quan lâu quá nên đã đánh mất cảm giác với thế giới bên ngoài rồi cho dù cảnh giới của các ngươi có cao đến đâu nhưng nếu mất đi cảm giác với phương thiên địa này thì cũng chỉ là uổng công tu luyện mà thôi nói dứt lời từ dương liền chắp tay lên trời cao hành lễ ngay sau đó một trận cuồng phong từ sau lưng hắn thổi đến mang theo vô tận hoa tuyết trong nháy mắt đầy trời tuyết trắng xuất hiện đem hai người bao vào bên trong làm cho mấy lão giả ở bên ngoài cũng không thể nhìn thấy được bên trong phát sinh chuyện gì ở bên trong đầy trời tuyết trắng đó kiếm khí của nộ hải kiếm tiên đang bao quanh từ dương liền bị cắn nuốt đến cuối cùng thì hóa thành linh lực dao động quay xung quanh người từ dương chứng kiến một màn này nộ hải kiếm tiên không khỏi trợn mắt há mồm nhìn từ dương thanh âm run rẩy vang lên nói chuyện này không có khả năng ngươi tại sao lại làm được như thế ngươi cũng chỉ là một tên luyện khí kỳ hèn mọn làm sao có thể thay đổi trạng thái hoàn cảnh xung quanh được khóe miệng hiện lên nụ cười trào phúng từ dương lên tiếng châm trọc nói ngươi cần gì phải ngạc nhiên như vậy ta chỉ muốn nói cho ngươi biết mặc dù thế nhân đồn thổi các ngươi là kiếm tiên nhưng trước mặt ta mấy lão già các ngươi cũng chỉ là một đám phế vật mà thôi theo lời này vang lên thì từ dương cũng chậm rãi đi đến trước người nộ hải kiếm tiên theo mỗi bước chân tiến lên thì linh lực quanh người từ dương lại cường đại thêm một phần bằng vào linh lực siêu cường này của mình từ dương đã hoàn toàn áp chế nộ hải kiếm tiên khiến hắn không thể thi triển ra bất kỳ một loại kiếm kỹ nào cả và khi đến trước mặt lão giả này bàn tay từ dương đặt lên trên vai lão tức khắc một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra mà ở dưới cổ lực lượng này nộ hải kiếm tiên không cách nào chịu được nên hai chân lập tức quỳ xuống đất uy nghiêm thuộc về kiếm tiên cũng theo đó mà sụp đổ mang theo ánh mắt lạnh băng nhìn xuống nộ hải kiếm tiên trước mặt thanh âm ẩn chứa vô tận tức giận của từ dương vang lên nói từ nay trở đi ngươi không còn là kiếm tiên nữa ta sẽ dùng phương thức như này để chinh phục mấy lão già bên cạnh ngươi ta muốn các ngươi phải trả giá cho tội nghiệp mấy năm nay các ngươi đã làm với linh giao lời nói vừa dứt từ dương thuận chân đem tên trưởng lão này đá ra ngoài mà đầy trời tuyết trắng cũng theo đó mà tiêu tan nhìn nộ hải kiếm tiên nằm sụi lơ trên mặt đất trong lòng mấy người thập lão kia vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ bọn họ không cho phép bất kỳ ai làm mất đi uy nghiêm của bọn họ đúng lúc này nữ tu duy nhất đứng hàng thứ năm bên trong thập lão tên là vô tình sư thái lên tiếng quát lớn tiểu tử nhà ngươi đã làm gì cửu sư đệ của chúng ta vừa nói dứt lời cũng không đợi cho từ dương lên tiếng thì vô tình sư thái đã rút kiếm ra cả người bạo phát nồng nặc sát ý hướng từ dương đâm tới đối mặt với một kích này ngón tay của từ dương liền vươn ra hướng thẳng mi tâm của vô tình sư thái điểm tới mắt thấy từ dương không chút phòng bị nào lại tay không ngăn cản công kích của mình như thế ánh mắt của vô tình sư thái liền hiện lên tia ngoan độc nàng dồn toàn lực vào một kiếm này đâm tới trong nháy mắt một kiếm này đã đâm xuyên qua thân thể từ dương thế nhưng sau đó lão bà này mới nhận ra đây không phải là bản thể của từ dương thế nhưng lúc này đã muộn không đợi cho lão bà này làm ra hành động gì thì từ dương đã xuất hiện ở trước mặt nàng ngón tay nhẹ nhàng điểm trúng mi tâm trong nháy mắt liền kích hoạt quá khứ ở sâu trong đầu nàng từ dương muốn dùng cách này để thay đổi ký ức của nàng ta thủ đoạn này là do từ dương nghiên cứu ra trong lúc bế quan nó cùng loại với thuật sư hồn thế nhưng uy lực thế nào thì hắn cũng không biết được bởi vì vô tình sư thái chính là người đầu tiên mà hắn mang ra thí nghiệm nội dung tập này đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau nhé